nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của mình suy nghĩ về các tình huống xấu nhất và chuẩn bị cho những cơn sóng bão khi Đảng Cộng sản cầm quyền tăng cường nỗ lực chống lại mọi mối đe dọa bên trong và bên ngoài. Mức độ phức tạp và khó khăn của các vấn đề an ninh quốc gia mà chúng ta hiện đang phải đối mặt đã tăng lên đáng kể, ông Tập phát biểu hôm thứ Ba tại một cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia của Đảng, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin. Ông nói thêm, chúng ta phải tuân thủ suy nghĩ cơ bản và suy nghĩ về tình huống xấu nhất, đồng thời sẵn sàng vượt qua các thử thách lớn về gió lớn và sóng dữ, thậm chí cả biển nổi sóng dữ dội. Những chỉ thị nghiêm khắc mới nhất từ ông Tập, nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, được đưa ra khi Bắc Kinh phải đối mặt với một loạt thách thức, từ nền kinh tế đang gặp khó khăn đến điều mà họ coi là môi trường quốc tế ngày càng thù địch. Đối mặt với cái mà ông gọi là tình hình phức tạp và nghiêm trọng, ông Tập nói rằng Trung Quốc phải đẩy nhanh việc hiện đại hóa hệ thống và khả năng an ninh quốc gia của mình, tập trung vào việc làm cho chúng hiệu quả hơn trong chiến đấu thực tế và sử dụng thực tế. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc thúc đẩy việc xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro an ninh quốc gia, tăng cường giáo dục an ninh quốc gia và cải thiện việc quản lý dữ liệu và an ninh trí tuệ nhân tạo. Các chuyên gia cho biết kể từ khi lên nắm quyền cách đây một thập kỷ, ông Tập đã coi an ninh quốc gia là một mô hình quan trọng xuyên suốt mọi khía cạnh quản trị của Trung Quốc. Ông đã mở rộng khái niệm an ninh quốc gia để bao trùm mọi thứ từ chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa và sinh thái đến không gian mạng. Nó mở rộng từ biển sâu và các vùng cực đến không gian, cũng như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Theo khái niệm an ninh quốc gia toàn diện của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc đã đưa ra một loạt luật để tự bảo vệ mình trước các mối đe dọa được nhận thức, bao gồm luật chống khủng bố, chống gián điệp, an ninh mạng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tình báo quốc gia và an ninh dữ liệu. Gần đây nhất, họ đã mở rộng phạm vi của luật chống gián điệp vốn đã sâu rộng của mình từ việc che giấu bí mật và thông tin tình báo nhà nước sang bất kỳ tài liệu, dữ liệu, tài liệu hoặc vật phẩm nào liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia. Bill Bishop, một nhà quan sát lâu năm về Trung Quốc, đã viết trong bản tin Sinocism, mọi thứ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của ông Tập đều là an ninh quốc gia và có sự tập trung mạnh mẽ vào việc điều phối an ninh và phát triển tốt hơn, với việc bên an ninh có vẻ đang thắng bên kinh tế. Tại Hồng Kông, một bộ luật an ninh quốc gia sâu rộng đã được Bắc Kinh áp đặt để dập tắt những người bất đồng chính kiến sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ rầm rộ làm nhiễu loạn thành phố. Nhận thức rằng an ninh đã thay thế tăng trưởng kinh tế như là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh được kết hợp bởi nhiều cuộc tấn công gần đây vào các công ty nước ngoài, bao gồm công ty tư vấn Bain và Company của Mỹ và công ty thẩm định Min Group. Các cuộc đột kích đã khiến các doanh nghiệp quốc tế hoảng sợ, vào thời điểm chính phủ Trung Quốc đang cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài để giúp vực dậy nền kinh tế đang chậm lại bị cản trở bởi 3 năm hạn chế COVID-19. Vào tháng 3, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ một nhân viên Nhật Bản của Astella Pharma tại Bắc Kinh vì nghi ngờ hoạt động gián điệp công dân Nhật Bản thứ 17 đã bị giam giữ tại Trung Quốc kể từ khi luật chống gián điệp được đưa ra vào năm 2014. Tại cuộc họp hôm thứ Ba, ông Tập cho biết Trung Quốc phải chủ động định hình một môi trường bên ngoài an toàn để duy trì tốt hơn an ninh cho đất nước, mở cửa và thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng giữa phát triển và an ninh. Theo CNN, tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.